Tất cả các anh chị Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video Hoài nói về tất cả các thị trường mà Hoài trade trên cái khung thời gian D1 ha, bao gồm thị trường vàng, Forex, chứng khoán Mỹ, Việt Nam và cryptocurrency. Mà về cơ bản thì tuần vừa qua chúng ta đã có một cái sự tiến triển rất là tốt của thị trường chứng khoán Mỹ và bao gồm cả thị trường chứng khoán Việt Nam nữa. Forex thì nó vẫn đều đều như là thường ngày thôi anh chị ha. Forex nó rất là đều và ổn định và nó không có cái mùa tăng mùa giảm gì cả. Hiện tại chúng ta đang trong cái mùa tăng của chứng khoán. Cryptocurrency thì vẫn mang tính chất là đi ngang là nhiều, cũng giống như là cái tính chất từ xưa giờ của nó thôi. Vàng chúng ta đang có một giao dịch đang có lợi nhuận mở không có quá nhiều và Hoài đang chuẩn bị để nhồi lệnh cho nó. Và hiện tại thì Hoài đang áp dụng cái chiến lược nhồi lệnh rất là tích cực của cả vàng và cả chứng khoán. Chúng ta cùng xem để đánh giá những cái setup, những thiết lập VCB của chúng ta trong tuần qua nó hoạt động như thế nào rồi ha. Ok, anh chị có thể download những cái slide tài liệu miễn phí mà Hoài đăng tải trong kênh Telegram, Hoài để link ở phần mô tả và comment đầu tiên của cái video này vào đây, download những cái slide, nhiều cái tài liệu hay nữa ha. Ok, mình quay trở lại video. Với vàng, Hoài đã có một cái giao dịch vào ngày 16 tháng 8 khi giá phá vỡ lên tại mô hình VCP, cũng cùng với cái tên của một thiết lập gọi là thiết lập cú phá vỡ vùng phạm vi. Anh chị search kênh YouTube Performance Scalping, trên YouTube á, Performance Scalping Nhật Hoài là sẽ có nguyên một series Hoài nói về 7 setup của Performance đang sử dụng rất là hiệu quả, áp dụng trên mọi thị trường cũng như là mọi khung thời gian. Và một rất là thú vị ở đây, chúng ta có một cái mô hình VCB ha, nó trùng với cái setup của Performance, setup RB. Đó, thì khi mà chúng ta thấy có nhiều setup trùng với nhau, giống như là những cái tư tưởng lớn gặp nhau, nó sẽ tạo ra một setup vô cùng mạnh mẽ. Mô hình VCB đơn giản là một những cái vùng trũng của giá ha, những cái lần di chuyển của giá mà những cái lần sau á nó tạo ra những cái đáy cao hơn những cái lần trước, đến khi nào mà giá nó tích lũy thật là chặt ha, thật là nén thật là chặt quanh một cái khu vực nhỏ hẹp và sau đó bung lên phá vỡ lên thật là mạnh, thì đó là lúc mà chúng ta thực hiện giao dịch mua. Dừng lỗ mình chỉ cần đặt ngay dưới cái swing low vừa trước thôi, hoặc là một swing low dài hơn chút xíu đó. Nhưng mà về cơ bản đây là một cái setup mà nó cho chúng ta tỷ lệ risk reward rất là thuận lợi, ở chỗ đó là chúng ta entry ngay tại một vị trí là giá nó vừa phá vỡ lên và chúng ta đặt một cái stop loss rất là chặt, rất là hẹp, trong khi cái khoản lợi nhuận của chúng ta có thể kiếm được trong tiềm năng là nguyên một con sóng dài như thế này. Đó là cách để mà chúng ta có thể chiến thắng thị trường mà không cần phải có một cái win rate quá cao. Trên thực tế cái mô hình VCB này do cái stop loss của chúng ta quá chặt đi cho nên cái win rate của nó cũng chỉ tầm quanh 40-50% mà thôi, nhưng như vậy đã là quá đủ anh chị ha. Mỗi lần thắng chúng ta thắng 3-4-5 lần so với những lần thua, thì với một cái win rate 40-50% là chúng ta đã dư sức để kiếm lợi nhuận trên thị trường rồi. Cái win rate nó thấp không phải, cái win rate nó từ 40-50 không phải là vì cái mô hình này nó không hiệu quả. Mô hình này nó hiệu quả, nhưng cái win rate chúng ta cố tình chúng ta để cho nó thấp như vậy ha, bởi vì chúng ta muốn có một cái tỷ lệ risk reward càng cao càng tốt. Và khi mà anh chị đặt cái stop loss chặt như vậy nè, thì một cách tự nhiên cái win rate của anh chị nó sẽ tự nhiên nó giảm xuống. Nhưng cái giảm xuống này là có chủ đích ha, có chủ đích để chúng ta kiếm được lợi nhuận trên thị trường một cách bền vững hơn. Chúng ta thấy sau khi giá vàng nó phá vỡ lên mô hình VCB thì nó lại tích lũy đi ngang thêm một cái đoạn nắng nén, một cái đoạn nén nữa. Đó, thì bây giờ đây sẽ là một cái điểm tuyệt vời để mà chúng ta có thể nhồi lên anh chị ha. Bây giờ chỉ cần chờ cho giá nén thêm một vài nến nữa và sau đó phá bung lên, thì đây sẽ là một cái điểm để chúng ta nhồi lên rất là tốt. Với những anh chị nào mà mình chưa có cái điểm vào lệnh ban đầu á, chưa vào ngay tại mô hình VCB này được á, thì mình có thể vào ngay tại cái điểm nhồi này, cũng là một cái điểm vào lệnh lợi thế cao. Ok, với mô hình với setup của cặp tiền ACD thì anh chị thấy cũng tạo ra mô hình VCB nè. Đấy, cái phần trũng nè, rồi bắt đầu có những cái phần trũng thứ hai. Đó, thì sau đó chúng ta thấy giá tiếp tục tích lũy đi ngang ha. Đấy, tiếp tục tích lũy đi ngang một vài nến nữa và phá lên thì sẽ là lúc mà chúng ta vào lệnh. Stop loss mình chỉ cần đặt ngay dưới cái đoạn nén chặt này thôi là chúng ta đã có một tỷ lệ risk reward cực kỳ lợi thế trong dài hạn. Anh chị chỉ cần làm cái mô hình này, thực hiện chơi cái mô hình này liên tục từ lệnh này sang lệnh khác, cứ những cái lệnh thua mình cắt lỗ, cứ những cái lệnh thắng mình gồng lãi đến cái con sóng cuối cùng, đến cái điểm cuối cùng của con sóng, thì về là bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ có lợi nhuận ha. Tiếp theo là AG. AG là một cái giao dịch mà Hoài bị dừng lỗ sau khi Hoài sell theo setup của BB, setup cú vỡ khối hành vi giá. Anh chị thấy ha, giá ngay tại điểm cuối của sóng kéo ngược nè, đây là xu hướng giảm ha, giá nó kéo ngược lên,
tại cái phần cuối cùng của sóng ngang ngược này nó không có giảm xuống ngay mà nó tích lũy một cái đoạn nén nhỏ dày đặc tạo ra một cái khối hoặc là một cái hộp. Thì khi giá phá vỡ xuống hộp, đó là lúc mà chúng ta vào lệnh. Đây là một setup mà Hoài dừng lỗ với khoản thiệt hại là 0,6R. 0,6R. Như vậy đây cũng là một giao dịch tốt, mặc dù đây là một giao dịch dừng lỗ, bởi vì Hoài đã thực hiện đúng kế hoạch giao dịch của mình, đúng setup, đúng chuẩn, giờ stop loss đúng chuẩn. Đó, vậy là bây giờ anh chị bắt buộc phải làm theo một cái kế hoạch nếu mà anh chị muốn kiếm lợi nhuận. Còn nếu mà anh chị cứ trade một cách là thoải mái, cứ nghĩ sao trade vậy, cứ trade đại mà không có kế hoạch nào hết, thì cái kết quả của anh chị nó cũng sẽ ngẫu nhiên như cách trade của anh chị thôi chị ha. Anh chị muốn cái kết quả của anh chị nó không có ngẫu nhiên, nó tạo ra một cái đường cong vốn tăng trưởng ổn định, thì mình phải làm theo một kế hoạch. Và mình muốn làm theo một kế hoạch thì trước tiên mình phải có một kế hoạch cái đó, đúng không ạ? Và mình phải chứng minh được làm như thế nào, mình phải chứng minh được là cái kế hoạch đó nếu mà mình áp dụng từ lệnh này sang lệnh khác, ngày này sang ngày khác, thì nó tạo ra một kết quả dương đó. Và để mà chứng minh được cái điều đó thì anh chị phải học, đúng không? Phải học và mình phải tiếp thu từ nhiều trader giỏi trên thế giới đó. Tiếp theo là EU. Với EU thì họ đã dừng cán lệnh, không phải dừng lỗ mà là cán trailing stop, kéo trailing stop với một khoản lợi nhuận là 2,25R. Hoài vào lệnh khi con sóng nó khởi đầu anh chị ha, thoát ra khỏi một cái vùng phạm vi rất là dài, và Hoài thoát lệnh khi con sóng này nó kết thúc đảo chiều. Hoài không có đặt chốt lời anh chị ha, bởi vì Hoài không biết được là giá sẽ đảo chiều cái tại vị trí nào. Anh chị có thể nhìn lại trong quá khứ là mình có thể thấy là nó đảo chiều ngay tại vị trí này, ngay tại cái đỉnh trước, nhưng trong nhiều trường hợp nó phá luôn cái đỉnh này và nó đi tiếp. Lúc đó anh chị chốt lời thì anh chị sẽ mất cái lệnh rất là uổng. Hoài cứ để cho nó chạy được tới đâu thì mình phó mặc cho nó. Đây là một giao dịch rất là tốt khi mà Hoài vào lệnh đúng chuẩn, hay sau khi vào lệnh giá nó đi ngay và thoát lệnh chính xác. Đó, mình cứ tuân theo đúng cái kế hoạch của mình thì kết quả về lâu dài nó sẽ ok. Tiếp theo là Hoài nói về thị trường chứng khoán Mỹ nha. Chứng khoán Mỹ đang rất là sôi động. Hoài có nguyên một cái danh sách cổ phiếu anh chị có thể tham khảo. Đây là tất cả những cổ phiếu anh chị có thể trade trên sàn Xnet. Tất cả những cổ phiếu Hoài phân tích đều có thể trade trên sàn Xnet. Và anh chị vào cái trang nhậthoaitrader.com, kéo xuống dưới cùng sẽ có link mở tài khoản được hoàn phí anh chị ha. Mở tài khoản theo link của Hoài thì sẽ được hoàn phí. Với cái chỉ số Nasdaq QQQ thì mình thấy giá đang có một cái cú bật lên. Anh chị thấy không ạ? Đấy, nó bật nhẹ lên từ sau khi chạm cái retest cái điểm của đường EMA. Ok, thì cái cú retest này nó cho chúng ta thấy là đây là một cái thị trường đang rất là thuận lợi. Bởi vì nếu mà thị trường không thuận lợi thì sau khi nó rơi xuống đường EMA thường nó sẽ rớt xuống luôn. Đó, anh chị thấy nè, những cái sóng tăng của nó là những cái nến tăng rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ, những cái nến tăng dứt khoát, không hề có đuôi nến gì hết, toàn là thân nến không à. Trong khi những nến giảm thì nó yếu không. Đấy, những nến giảm rất là yếu ớt và toàn là đuôi nến không. Rõ ràng phe bò đang là phe thắng thế. Mình nhìn qua những cái hành vi giá, nhìn qua những thanh nến, mình đọc nó là mình sẽ thấy được. Mặc dù ở đây Hoài đã có một cái model, đã có một cái hệ thống để mình tham gia thị trường và thoát ra khỏi thị trường rồi. Đó là khi giá đóng cửa bên trên đường EMA 21 thì Hoài bắt đầu lọc cổ phiếu và tham gia thị trường. Khi nào giá đóng cửa bên dưới đường EMA 21 thì Hoài thoát hoàn toàn. Vì thế. Nhưng mà mình cũng phải đọc cái hành vi giá để mình thấy được cái market sentiment, có nghĩa là cái tâm lý của thị trường ở thời điểm đó. Hiện tại Hoài thấy khả năng rất là cao là giá sẽ chuẩn bị có một cú phá vỡ mạnh mẽ lên trên. Đó, đây là sau một sóng kéo ngược nó tích lũy nhẹ nhẹ nè, thì khả năng là sau đó nó có một cái cú phá vỡ mạnh mẽ lên thôi. Thì mình đang trong một cái giai đoạn rất là thuận lợi và chúng ta đang có rất là nhiều cổ phiếu đang nắm giữ trong tay, cũng như là những cổ phiếu mình chờ đợi để mua trong thời gian tới. Cổ phiếu GE họ đã vào lệnh ngay tại mô hình VCB khi giá phá vỡ lên nè, rồi họ nhồi thêm lệnh khi giá tiếp tục tích lũy và phá thêm một lần nữa. Với cổ phiếu này họ đang có trong tay với lệnh đầu tiên ha, tính lệnh đầu tiên cho nó đơn giản đi. Lệnh nhồi thì khỏi tính thì đỡ mất công ha. Lệnh đầu tiên họ đang có 0,79R, 0,8R rất là tốt. Cổ phiếu GE này thì hình như không có trên SNS, nhưng mà từ cổ phiếu ABM trở về xuống tất cả sẽ là có trên SNS. Cái cổ phiếu ABM này họ đã phím kèo cho anh chị từ nhiều tuần trước rồi, đúng không ạ? Chúng ta vào lệnh mua sau khi giá thoát lên khỏi setup BB, cũng gọi là mô hình VCB luôn, vào ngày 15 tháng 8. Sau khi giá đi ngang tích lũy chút xíu và phá vỡ lên thêm một lần nữa thì Hoài nhồi thêm lệnh ngay tại cái điểm nhồi này nè. Đó, và hiện tại đang có trong tay, tính lệnh đầu đi ha, 1,6R lợi nhuận rất là tốt. Cổ phiếu EA thì Hoài bị dừng lỗ một lần sau khi giá phá bên khỏi cái setup BB này, giá đảo chiều thì Hoài cắt lỗ nhẹ, gần như là không có thiệt hại gì.
anh chị ha, cái cắt lỗ này nó giống như là hòa vốn thôi, nhưng sau khi giá tăng trở lại anh chị thấy mô hình VCB không ạ? Để hồi xóa cái BB này anh chị có thể thấy không đó, hồi vẽ mô hình VCB cho anh chị xem nè, trũng nè, trũng nè, trũng nè, rồi phá vỡ lên, đúng rồi, đó chính là mô hình VCB đó, phá lên rồi vào lệnh thêm một lần nữa, đây là cái điểm mua của hồi nè, stop loss hồi để dưới đây thôi. Mình cũng phải công nhận là cái đoạn nén này nó không có được chặt chẽ lắm, nhưng mà với cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là đang trong cái giai đoạn mà thị trường mà nó đang thuận lợi cao á, có một cái mức độ tích cực và nó đang đẩy cái sóng tăng á, thì mình không có cần cái setup nó phải thỏa mãn quá là khắt khe, chỉ cần nó phá vỡ lên cái điểm pivot của mô hình thôi. Điểm pivot thường là chúng ta sẽ vẽ qua một cái đỉnh trước, đi ngang qua một cái đỉnh trước, một cái swing high trước. Ví dụ hồi vẽ mô hình VCB đây ha. Đó, thì khi mà nó đi qua một cái đỉnh trước, chỗ này là một cái đỉnh trước nè, thì đây chính là một cái điểm pivot. Đấy, mô hình VCB thì cái điểm nhồi của Hoài nó nằm quanh 153.7, rồi chỉ để sẵn cái đáo giá vậy thôi. Bây giờ chúng ta chờ cho giá tiếp cận cái vùng này, tạo ra một đoạn nén nhẹ nhỏ ha, rồi sau đó phá vỡ thêm một lần nữa thì đó sẽ là điểm nhồi lệnh của chúng ta. Cổ phiếu AMT thì Hoài vẫn đang nắm giữ cả hai lệnh setup BB đầu tiên, lệnh đầu mua đầu tiên và lệnh nhồi thứ hai. Rồi, xóa bớt cái này đi cho anh chị đi. Lệnh nhồi thứ hai Hoài mua ngay trong cùng một ngày sau khi Hoài vào lệnh của setup BB, bởi vì giá tăng rất là nhanh và rất là mạnh. Và nếu mà hiện tại anh chị chưa vào lệnh được, thì anh chị có thể chờ một setup, một mô hình VCB nhỏ đằng sau. Đó, thì khi giá phá vỡ lên, chúng ta sẽ có cái điểm mua. Đây chính là mô hình VCB thuộc dạng nhỏ nè anh chị. Đây là phần trũng đầu tiên nè, và đây sẽ là phần trũng thứ hai của nó nè. Đó, anh chị hình dung là mình sẽ thấy được à, không có quá khó đâu anh chị ha, mình cứ hình dung là mình sẽ thấy được thôi. Ok, UNH thì Hoài đã vào lệnh mô hình VCB đầu tiên rồi, đây mô hình VCB của Hoài đây, đó giống như một phần mô hình khớp tay cầm thôi anh chị, mà VCB thì nó lại có nhiều cái phần tay cầm nhỏ hơn nữa, đó, cơ bản bản chất của nó cũng chỉ là mô hình khớp tay cầm thôi. Rồi bây giờ nó đang tích lũy đi ngang chút xíu ha, đó, tích lũy chút xíu, bây giờ chỉ cần giá nó phá thêm một lần nữa sẽ là một cái điểm rất là tốt để chúng ta nhồi lệnh. Anh chị xem lại cái video hướng dẫn nhồi lệnh theo kiểu Jesse Livermore của Hoài, anh chị search lên YouTube search nhồi lệnh Nhật Hoài, sẽ có rất là nhiều video Hoài hướng dẫn cho anh chị cách nhồi lệnh. Và cái điểm mấu chốt ở đây là mình bắt buộc cái lệnh nhồi của mình luôn luôn tại một mức giá cao hơn so với lệnh mua đầu tiên, bởi vì khi mà mình mua tại một mức giá cao hơn nghe có vẻ bất lợi, nhưng trên thực tế đó lại là một cái lợi thế, bởi vì lúc đó chúng ta mua khi chúng ta được chứng minh được rằng cái điểm mua đầu tiên của chúng ta đã đúng rồi ha, chúng ta đã chứng minh được rằng là cái cổ phiếu này đã đi đúng hướng ban đầu rồi, chúng ta mới mua thêm. Còn khi mà sau khi lần mua đầu tiên mà giá giảm, lúc đó chúng ta không nên mua thêm, bởi vì lúc đó cổ phiếu sau khi mua mà nó giảm thì rõ ràng nó không có khả năng tăng nữa anh chị ha. Sau khi mua mà nó giảm thì rõ ràng là cái tiềm năng của cổ phiếu nó không tốt thì nó mới giảm, đúng không ạ? Mình phải để cho cổ phiếu tự chứng minh bản thân của nó bằng cách là nó phải tăng, thì lúc đó chúng ta mới, nó mới xứng đáng để chúng ta mua thêm. Còn nếu mà nó giảm thì mình nên cắt lỗ anh chị ha, nên làm ngược lại so với những gì mà chúng ta suy nghĩ. Những gì chúng ta suy nghĩ là giá càng giảm càng mua, không bao giờ anh chị ha, giá không bao giờ giảm thì là một cái điều tốt đâu, giá càng giảm là một cái điều rất là tệ và anh chị nên bán càng sớm càng tốt. Mình đặt câu hỏi đơn giản thôi, tại sao cổ phiếu đó nếu là một cổ phiếu tốt thì nó lại giảm, đúng không ạ? Nếu nó là một cổ phiếu tốt thì nó phải tăng chứ, đúng không ạ? Mình hỏi như vậy đơn một cách đơn giản là mình mua tại một mức giá cao hơn lần thứ hai, là lúc đó mình cái lệnh mua đầu tiên của mình đang có lãi rồi đó, mình mua nhồi thêm lệnh để khi mình thắng mình đúng thì cái lệnh của mình nó lớn, và ngược lại khi mình thua mình sai thì cái lệnh nó nhỏ, là về lâu về dài mình mới ăn được anh chị ha. Gil thì Hoài đang có lệnh đầu tiên, Hoài đang có 2.54R ha, lệnh thứ hai Hoài nhồi ha, ngay tại sau khi giá phá vỡ thêm một lần nữa Hoài nhồi, vừa sau khi mua 2 ngày là Hoài nhồi luôn. Đây là một cái trade rất rất là tốt. CVS Hoài cắt lỗ anh chị thấy nè, đó trong tuần vừa rồi Hoài cắt lỗ kèo CVS, trong tuần vừa rồi không có chốt lời lệnh nào hết mà Hoài chỉ cắt lỗ thôi. Về lâu về dài những cái lệnh Hoài còn đang gồng, đang hô chỉ toàn là những lệnh thắng. Còn những lệnh nào mà Hoài cổ phiếu nó sai, nó đảo chiều thì Hoài cắt hết trơn rồi, đâu có gì đâu phải lo cho nó nữa, đúng không ạ? Mình thua là vì mình cứ gồng lỗ đó, không có chịu gồng lãi mà cứ đi gồng lỗ hoài thì thua là đúng rồi anh chị ha. Kèo này Hoài cắt lỗ với 0.9 này rồi thua lỗ đó, sau khi giá đảo chiều giảm một phát Hoài cắt luôn. Và Hoài chỉ vào một phần vị thế với cổ phiếu này thôi. Còn những cổ phiếu mà Hoài đang có lãi lớn, ví dụ như Gil nè, ví dụ như IBM nè, ví dụ như GE nè, những thằng này đang tăng thì Hoài có lệnh gấp đôi so với cái thằng CVS.
Anh chị hình dung Hoài thua một đồng, Hoài ăn 3-4 đồng lận. Đó là cách để mà chúng ta thắng anh chị ha. Mình làm sao cho khi mà mình thắng á, cái vị thế của mình càng lớn càng tốt. Và khi mà mình thua, cái vị thế của mình càng nhỏ càng tốt. Đó. Mondelo Z thì vẫn chưa phá vỡ lên khỏi điểm mua đầu tiên, quanh 72,78, cứ chờ xem anh chị ha, cứ chờ nó nén tích lũy thêm một chút xíu nữa, rồi khi giá phá vỡ lên đó, chúng ta sẽ thực hiện cái điểm mua, phá vỡ lên mình mua. AMGN phá vỡ lên điểm mua đầu tiên rồi, mô hình VCB rất là đẹp, VCB rất là đẹp. Rồi, thêm cái vị thế ở đây cho anh chị dễ hình dung, stop loss hồi để ngay dưới này thôi, đặt stop loss chặt thôi anh chị, đừng có đặt stop loss rộng quá, đặt stop loss càng chặt thì càng tốt, nhưng cũng đừng có chặt một cách vô lý nha. Mình phải đặt dưới một cái khu vực nào đó mà nó logic về mặt kỹ thuật, mình đặt ngay dưới đoạn nén thì nó phù hợp nè. Rồi bây giờ khi giá phá vỡ thêm một lần nữa 339,18 thì Hoài sẽ thực hiện mua thêm, nhồi thêm đó. Nén tích lũy phá vỡ thêm thì mình mua thêm, giá càng tăng mình càng mua thêm, giá cứ giảm một phát là mình cắt lỗ, về lâu về dài nó sẽ ok thôi. TMO nè, mô hình VCB anh chị thấy không ạ? À? Phần trũng đầu tiên rất là rộng ha, phần trũng thứ hai nhỏ lại, phần trũng thứ ba nhỏ nữa, phần trũng thứ tư chút xíu thôi, à, nén chút xíu thôi, rồi phá vỡ một phát là chúng tôi vào. Stop loss mình đặt ngay dưới phần trũng thứ tư này nè, thì cái risk, cái rủi ro mình có chút xíu à, trong khi cái reward, cái phần lợi nhuận, lợi phần thưởng của mình nó gấp 5-7 lần. Đó, đó là cách mình chúng ta thắng. HD cũng mô hình VCB nữa đúng không ạ? Chờ nó nén tích đi. Rồi à, sau khi mà nó phá vỡ lên chúng ta sẽ thực hiện điểm mua. BMI đấy, cũng mô hình VCB nữa anh chị thấy ha, rất là đẹp. Đây phần trũng nè, bây giờ chờ nó nén, nó tạo thêm cái phần trũng cuối cùng, nén thật là chặt, tích lũy thật là chặt, phá vỡ lên một phát vào là anh mua. Tiếp theo cổ phiếu Việt Nam. Cổ phiếu Việt Nam thì sau khi có tín hiệu mua rất đẹp vào ngày 16 tháng 8, hiện tại giá đang tích lũy đi ngang, giống y chang như cổ phiếu Mỹ thôi. Và Hải cũng đang kỳ vọng là sắp tới sẽ có một cái sự bùng nổ ha, trong tuần tới thôi, có một sự bùng nổ phá vỡ lên mạnh mẽ. À, đó là một điều mà Hải đang kỳ vọng, vì Hải cũng đang chờ đợi rất là nhiều cổ phiếu Việt Nam. Đầu tiên là thằng HVH nè, HVH. Tiếp tục chờ đợi anh chị. Tiếp tục chờ đợi. Đó, bây giờ nén thêm vài nến nữa, phá lên một phát là chúng ta vào. VPH. VPH đã phá lệnh, phá vỡ lên rồi, ngay lúc đầu, ngay sau khi phá vỡ giá đã chiều ngay, cảm thấy cũng khá là rung bởi vì lúc đó chưa có hàng để mà cắt lỗ, nhưng mà không sao, chỉ một vài ngày sau giá bắt đầu tăng trở lại, à, cho thấy là cái phe mua đang thắng thế rõ ràng, và chúng ta có một cái điểm nhồi lệnh quanh 9,81 nè. Bây giờ mình chờ nó tích lũy thêm một vài nến nữa ha, chờ nó tích lũy thêm một vài nến nữa, nén thật là chặt sát dưới đường biên rồi phá vỡ lên chúng ta mua. SJE cũng vậy ha, SJE bây giờ mình nó vẫn chưa tiếp cận đường biên anh chị phải cần nó sát đường biên một chút, đó, cần nó sát đường biên một chút rồi nén thật là chặt phá vỡ lên rồi mình mua. Fox đấy, cũng mô hình VCB luôn, chị thấy nè, trũng nè, trũng nè, trũng cao hơn nè, rồi bắt đầu chờ nó nén thật là chặt, nhỏ 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 nữa, tích lũy phá vỡ lên mua. TTN cũng y chang, mô hình y chang, mô hình VCB luôn, chờ nó nén. Bây giờ nó phải tăng lên chị ha, bắt buộc nó phải tăng lên, rồi sau đó nó tích lũy thêm một vài nến nữa. Đó, rồi phá vỡ lên lúc đó chúng ta mua. Chứ không phải là cứ phá đâm thẳng lên, phá lên một phát là chúng ta mua liền đâu anh chị, bởi vì lúc đó stop loss mình rất là chặt. À rất là hẹp, rất là rộng. À mình chờ nó nén thêm xíu nữa để cái khoảng risk của mình nó bé. Nếu mà cái risk của mình nó bé, cái khoảng stop loss nó ngắn á, thì mình nên chịu vào cái khối lượng vị thế nhiều hơn, vào nhiều cổ phiếu hơn. Đó thì khi đó cái lợi thế mình nó mới cao được. MCH cũng vậy, chờ một đoạn nén sát đường biên chút xíu để có một cái vị trí đặt stop loss, sau khi giá phá lên mình vào. DigiWorld nè, DigiWorld có điểm stop loss cũng khá là tốt này nè, stop loss này bao nhiêu phần trăm đây, 3,69% rất là ok rồi, stop loss mà tầm dưới 5% là ok anh chị ha, stop loss không được vượt quá 8% so với điểm mua, vì mình căng cái điểm mua nè, mình kéo xuống là mình thấy à stop loss này 3,57% chấp nhận được. Stop loss dưới 5% là ok, stop loss mà 8% là cũng chấp nhận được, trên 8% là không được nha. À, stop loss mà 10% là quá rộng rồi. Tiếp tục chờ đợi nén tích lũy chút xíu rồi phá lên một phát là chúng ta mua vào. Có một cái hướng dẫn để anh chị có thể biết được cái stop loss như thế nào là rộng, như thế nào là hẹp ha. Rồi, FPT cũng vậy, mô hình VCB nè, đúng không? Phần trũng nè. Rồi, tích lũy đi ngang chút xíu phá vỡ lên. À, bây giờ thì nó đang tích lũy đi ngang và nó phá lên thêm một lần nữa thì đây là cái điểm nhồi lệnh của chúng ta chứ gì nữa, đúng không ạ?
Đây là điểm nhồi là anh nào. Cổ phiếu rất là đẹp. Ok, tiếp theo là crypto thì chán phải biết anh chị ha, cắt lỗ. Đấy, nói chung tuần vừa rồi hay stop với crypto toàn cắt lỗ không à. Những lệnh thắng hoài hô hồi đâu có cắt đâu đúng không ạ? Những lệnh lỗ hoài cắt, những lệnh thắng hoài gồng. Đó. Kèo mua thách sell setup IRB hay vẽ ra cái này cho anh chị hình dung. Đó, đây là cái điểm mua của Hoài nè. Phá lên setup IRB Hoài vào lệnh sau khi giá đã chiều Hoài cắt lỗ, 0.5R thua lỗ. Đó. Thì những lệnh lỗ anh chị cắt cho Hoài, những lệnh lãi anh chị cứ gồng cho Hoài. Về lâu về dài chắc chắn nó sẽ ok thôi. Dĩ nhiên là anh chị muốn đạt được những cái lệnh thắng dài, đúng không ạ? Những cái lệnh thắng lớn á, thì anh chị phải biết cách trailing stop. Và anh chị phải biết chọn ra những cổ phiếu như thế nào được gọi là tốt. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Hoài đang ưu đãi 5% cho cái khóa học của Hoài. Anh chị vào cái trang nhật hoài trader.com, kéo xuống bấm vào khóa đào tạo performance chuyên sâu, sẽ có những cái thông tin về khóa học anh chị tham khảo và có những cái link về những kết quả trade học viên các khóa trước. Và cũng như là những phản hồi về khóa học anh chị có thể đọc tham khảo trong này. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Hoài có cái giảm 5% đăng ký trong tháng 8 thôi, và ngày mai là Hoài không có còn giảm nữa. Anh chị có thể đăng ký nếu mà mình quan tâm về khóa học, muốn chọn ra những cổ phiếu thật là tốt, muốn có những công thức pass quỹ, trade quỹ ổn định, muốn có những cái cách để mà những cái hệ thống giao dịch đầu tư crypto dài hạn nè, và những cái hệ thống đầu tư chứng khoán Mỹ dài hạn. Hoài không có chỉ trade mà còn đầu tư dài hạn nữa, cho nên anh chị có thể nghiên cứu và tham khảo. Cảm ơn anh chị tham gia xem video của Nhật Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại.